Hôm nay, tại Ninh Bình, có thêm 534 công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19, trong đó có 518 trường hợp ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Chị Đậu Thị Phương Thảo ở thành phố Hà Tĩnh không giấu được xúc động trước sự quan tâm của tỉnh Ninh Bình và cán bộ chiến sĩ trường quân sự quân đoàn 1 trong suốt 14 ngày cách ly y tế theo quy định sau khi từ vùng dịch về nước. Trước khi được về cách ly ở đây ấy, từ lúc còn chưa xuống sân bay ấy, thật ra là rất nhiều cái suy nghĩ không hiểu được đâu là như nào, cái mặc cảm nó cũng rất là cao bởi vì chả không biết được cái cuộc sống của sinh hoạt của một người bộ đội như thế nào. Nhưng mà đến lúc mà bọn tôi được về đấy thật sự là không 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 thể nghĩ được là nó lại như bọn như như chúng tôi nghĩ. Thật sự là rất là tốt đẹp, rất là thoải mái. Nơi ăn, chốn ở cũng như sinh hoạt ở đây các vậy là các chú bộ đội rất là quan tâm. Cực kỳ quan tâm luôn ý. Không biết là nói thế nào cho nó hết đi cái cảm xúc trong 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 tôi về mọi người. Thì ở đây tôi cũng thay mặt mọi người xin chân thành cảm ơn. Trong thời gian cách ly, 534 công dân này đã được đội ngũ y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ quân đoàn 1 phối hợp với ngành y tế địa phương chăm sóc chu đáo. Đơn vị đã bố trí hơn 160 người ở tổ phục vụ, bảo đảm các điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho công dân và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Chấp hành tốt nội quy, hoàn thành việc cách ly. Qua các lần xét nghiệm, tất cả công dân đều khỏe mạnh, an toàn. Với cái điều kiện quân số rất đông, chúng tôi cũng làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền cho bà con chung tay với chính phủ để dẹp cái dịch COVID-19 này. Trong cái điều kiện sinh hoạt rất là đông, chúng tôi tổ chức cái ăn uống thì là tổ chức bảo đảm công tác hậu cần là được 57.000 của Bộ Quốc phòng và thành tỉnh Ninh Bình là ủng hộ 23.000, là tổng một người ăn là 80.000 đồng trên người trên ngày. Thì chúng tôi tổ chức ăn là 3 bữa, bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều thì theo đủ cái định lượng dinh dưỡng là bảo đảm vệ sinh cái an toàn vệ sinh thực phẩm. Cháu tôi là nó còn rất nhỏ, 2 tháng tuổi và nó bay từ ở Hàn Quốc về thì được vào đây cách ly thì cũng có một cái là cháu nó được ở gọi là khu gia đình. Thế khu gia đình và theo thông tin mà nhận được bà cháu nói chuyện với nhau ấy thì là cháu nói ở đây rất là ổn và các khâu vệ sinh sạch sẽ rất là tốt. Chỉ có yên tâm để 14 ngày cách ly xong thì về với gia đình thôi. Và hôm nay đến đón cháu thì mấy hai mẹ con nói với cả bà ngoại là khỏe mạnh bình thường và rất là vui vẻ. Dự kiến sắp tới trường quân sự quân đoàn 1 tiếp tục đón trên 800 công dân Việt Nam từ các nước châu Âu về cách ly tại đơn vị.